chỉ có con đường thống nhất hôm nay. Đường Trường Sơn, bát ngát rừng cây, hai đường quốc lộ cùng dài theo đất nước. Dù đường sông trên không hay là đường bộ, anh thấy non sông ta rạng rỡ vô cùng. Hôm qua còn ở bên sông Hồng, mà chiều nay đã tới Cửu Long quê xoay đường sâu diễn la nhăn lòng mít mật, một nhà thống nhất là sản xuất càng nhanh. Đường vạn niên thanh là chủ nghĩa xã hội, theo lời Bác gọi là cả nước ra quân dệt bốn mùa xuân bằng bàn tay lao động. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho thép ra lò cho đồng quê tốt đua, biển khơi lắm cơ với cả núi rừng. Là năm yêu thương một con đường trọn vẹn, tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sáng lang là con đường Việt Nam. Lại hỏi em giữa bốn mùa thì mùa nào đẹp nhất thế? Em nói rằng chỉ có một mùa thống nhất non sông. Từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, trên đường thắng lợi gửi tàu ta đi tới. Nhìn Trường Sa quê hương ta càng dài rộng, lớp lớp ta đi theo truyền thống anh hùng. Chim khôn làm tổ ấm trên rừng, người cùng chung đất nước càng thương nhau. Nghe đàn tình dấu a đưa câu bán rằng, một vườn lá thắm mà từ 4.000 năm, dệt lụa hoa văn hồng mừng đang lao động. Giữa trời gió lòng thiên vượt sóng xa khơi, rạng rỡ ngày mai vì bàn tay xây dựng. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho thép ra lò cho đồng quê tốt lúa, biển khơi lắm cơ với cả núi rừng. Là năm yêu thương một con đường trọn vẹn, tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sáng lang là con đường Việt Nam. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho thép ra lò cho đồng quê tốt lúa, biển khơi lắm cơ với cả núi rừng. Là năm yêu thương một con đường trọn vẹn, tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sáng